Kính chào quý vị và các bạn trở lại với kênh tin tức Thi Thi. Chúc cho quý vị luôn có những ngày hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng cập nhật một số thông tin trong ngày. Xác định 22 trên 35 tín đồ Hồi giáo ở thành phố Hồ Chí Minh từng dự lễ hội tại Malaysia. Trong số 35 tín đồ Hồi giáo từng tham dự sự kiện tại Malaysia cùng với bệnh nhân 61, thành phố đã xác minh được 22 trường hợp, trong đó có một ca nghi nhiễm được cách ly. Trao đổi với báo Dinh sáng ngày 19 tháng 3, Chánh văn phòng Ban đại diện Hồi giáo Cộng đồng Hồi giáo thành phố Hồ Chí Minh, Châu Ly cho biết là có 35 tín đồ tại thành phố Hồ Chí Minh từng tham dự lễ hội tại Malaysia. 35 người này ngụ tại nhiều khu vực khác nhau trong thành phố như quận Phú Nhuận, quận 6, quận 8. Bệnh nhân 61 tại Ninh Thuận cũng từng dự lễ hội này. Khi trở về từ Malaysia, do chưa có quy định cách ly từ người về nơi đây, cho nên những người này chỉ được khám sức khỏe tại y tế phường. Sau khi phát hiện ra ca nhiễm thứ 61, ban trị sự đã trao đổi với lực lượng y tế và an ninh khu vực để điều tra cách ly và lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp này. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại ngành y tế đã xác minh được 22 người trong 35 trường hợp trên. Ban đại diện Cộng đồng Hồi giáo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thêm một tín đồ ngụ tại phường 1, quận 8 trở về từ Malaysia đã được đưa đi cách ly y tế và khu vực thánh đường tại quận 8 cũng được phong tỏa. Xác nhận thông tin này, Chủ tịch quận 8 Trần Quang Thảo thông tin, khu vực này đang tạm thời được lực lượng chức năng lập rào chắn và khử khuẩn theo quy định. Tính đến sáng ngày 19 tháng 3, thì thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng 12 trường hợp dương tính với COVID-19, trong đó 3 người đã xuất viện. 9 bệnh nhân còn lại được xác định từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3 bao gồm ca 32, 45, 48, 53, 54, 64, 65, 66, 75. Tổng số những trường hợp tiếp xúc với 9 bệnh nhân trên tính đến ngày 19 tháng 3 là 667 trường hợp. Tổng số trường hợp nghi ngờ đến ngày 19 tháng 3 là 177 trường hợp. Trong đó 173 người âm tính, 4 trường hợp đang chờ đợi kết quả. Tính đến hết ngày 18 tháng 3 thì thành phố có 2.469 trường hợp đang được cách ly tại các khu tập trung và hiện tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện 497 trường hợp. Ngoài ra 615 người đang thực hiện cách ly tại nơi cư trú. Hiện tại thì Việt Nam đang ghi nhận 76 ca dương tính với COVID-19. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hy vọng là những thông tin vừa rồi hữu ích dành cho quý vị. Đừng quên chia sẻ những cảm nhận của mình ở phần bình luận phía bên dưới. Hãy nhấn vào like, share và nhấn vào đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.